đứng không được dừng, đừng đứng lại. Đạp đôi chân không phân vân, vẫn trên sân tôi đang chạy như tên bay. Áo tôi ướt mồ hôi, trời có tối hay là bão tôi vẫn chạy vậy thôi. Đơn giản bởi vì tao không có đường nào để lùi. Quá khứ với vấn đề không có thời gian để chui. Buồn tối là từng hơi mà tao hít vào bên trong mũi, và tương lai động lực duy nhất các tao không được buông xuôi. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, từ khi nào tao đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tôi nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một nơi mà bị gia đình cha mẹ tương lai đó là một quãng đường dài. Ai sẽ là người giải thích cho tôi trong những quãng đường sắp tới? Ai vẫn còn ướt đẫm và mồ hôi tao vẫn còn rơi. Tao không biết đến khi nào tao tới nơi. Vì thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa vẫn chưa ngừng rơi, chạy lừa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Mày không thể ngăn được tao, đường đua này tao là ba. I ain't gonna stop cho đến khi tao nhớt cuộc. Tao thường hỏi sẽ ra sao nếu tao là rùa, và thời gian là thỏ trắng luôn làm bá chủ đường đua. Câu trả lời cuối cùng là tao thành lập tức về với chúa, và hơn là sống như cây hèn nhát chưa ra trận đã chưa thua. Bất kể số phận đang dính bùng là hèn móc và xiên gông, trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tao vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Bởi tao không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Bằng mọi giá tao sẽ không để niềm tin lụi tàn, dù trái tim chạy sàn nhưng nghị lực luôn vững vàng. Luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn để đạt những điều không hề đơn giản, vì chẳng có lý do gì tao nghĩ mình phải dừng lại khi đầu vẫn chưa kinh đèn. Bạn sự khởi đầu nè, tôi chấp nhận điều đó nhưng làm với trước của câu. Bao nhiêu người làm theo với sau, tao không màng. Còn riêng đối với tao, chuyện đó còn lâu. Vì thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa vẫn chưa ngừng rơi, chạy lừa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Mày không thể ngăn được tao, đường đua này tao là ba. I ain't gonna stop cho đến khi tao nhớt cuộc chơi. Bất kể số phận đang dính bùng là hèn móc và xiên gông, trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tao vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Bởi tao không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Tao đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tao nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một nơi mà bị gia đình cha mẹ tương lai đó là một quãng đường dài. Ai trời có tối hay là bão tôi vẫn chạy vậy thôi. Đơn giản bởi vì tao không có đường nào để lùi. Quá khứ với vấn đề không có thời gian để chui. Buồn tối là từng hơi mà tao hít vào bên trong mũi, và tương lai động lực duy nhất các tao không được buông xuôi. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, từ khi nào tao đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tôi nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một nơi mà bị gia đình cha mẹ tương lai đó là một quãng đường dài. Ai sẽ là người giải thích cho tôi trong những quãng đường sắp tới? Ai vẫn còn ướt đẫm và mồ hôi tao vẫn còn rơi. Tao không biết đến khi nào tao tới nơi. Thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa vẫn chưa ngừng rơi, chạy lừa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Mày không thể ngăn được tao, đường đua này tao là ba. I ain't gonna stop cho đến khi tao nhớt cuộc chơi. Nếu qua tao thử hỏi sẽ ra sao nếu tao là rùa, và thời gian là thỏ trắng luôn làm bá chủ đường đua. Câu trả lời cuối cùng là tao thành lập tức về với chúa, và hơn là sống như cây hèn nhát chưa ra trận đã chưa thua. Bất kể số phận đang dính bùng là hèn móc và xiên gông, sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tao vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Bởi tao không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Bằng mọi giá tao sẽ không để niềm tin lụi tàn, dù trái tim chạy sàn nhưng nghị lực luôn vững vàng. Luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn để đạt những điều không hề đơn giản, vì chẳng có lý do gì tao nghĩ mình phải dừng lại khi đầu vẫn chưa kinh đèn. Bạn sự khởi đầu nè, chán nè bắt đầu nè, tao chấp nhận điều đó nhưng làm phía trước của câu. Bao nhiêu người làm theo phía sau, tao không màng. Ở đây là con đường mà mình đi ship hàng ở Buôn Long mỗi ngày. Đây là cái con đường của người tiền sử để lại, rồi sau này người hiện đại đi riết nó thành cái đường mòn luôn. Bên đây là trồng thanh long ha, bên đây là chích mẹ mình xé chút nữa là súng kinh. Bên đây là trồng thanh long luôn, có mấy chanh long chín nó đỏ đó. Đó, bên đây là rừng cây, không, bên đây là bụi cỏ. Ở đây có một cái nhà này để thanh long vô đó.
đây là đéo còn cái đường để chạy luôn, cỏ nó mọc ra luôn. Thiệt mẹ đéo tin được 2019 rồi còn cái con đường như vậy. À, đây là giống như này là quang mạng cỏ trái má, mấy cây nó chọt chân đau bỏ mẹ. Ơi ở đây có cọng dây điện nữa. Đây có cái nhà nha. Ở đây có cây thanh long mà cho bá kìa. Đó, thanh long rất là đẹp. Đây là cái con đường mà mỗi ngày, xin nhấn lại nhấn mạnh là mỗi ngày mình đều đi qua con đường này nha. Rồi tới khúc này là trở về thế giới loài người rồi nha mọi người. Đây có cái biệt thự nhỏ nhỏ này, chắc cổ lên Bạch Tuyết vậy chú lùng. Ồ, có trồng bông nữa nè. Ôi trời ơi, con mẹ, đây có hai cái mã. Ấy dạ. À, bữa nay mình đi chiếc Ninja Lead nha. Đây có người, ông đó nhìn mình như quái vật. Hiện tại là mình đang chạy một tay vòng tay quay, thì cái khả năng mà tưng một cái xong rồi xuống kinh là khoảng 70%, với cái tay lái cứng cựa của mình thì chắc là không xảy ra. Rồi tới đây là trở về với thế giới loài người. Đây có mấy cái đám gươm, một vài con bò. À, video của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe. Bà xin chào các cháu. Đây là channel của ông Dũng Vlog.